Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món ăn vặt từ dừa. Đó là mình sẽ làm cái chân châu dừa, chân châu nước dừa nhé. Ở đây thì mình chuẩn bị một trái dừa. Để làm món chân châu nước dừa này thì mình sử dụng dừa mà cái cơm dừa nó đã cứng lại nhé. Nó cứng nhưng mà nó không quá già nhé. Để mình làm chân châu. Và cái phần nước dừa thì bây giờ mình sẽ chặt ra và mình để vào tô để lát nữa mình ăn kèm với chân châu nhé. Để làm chân châu thì mình sẽ sử dụng bột năng. Ở đây mình đã chuẩn bị là 80g bột năng. Và xíu nữa thì mình sẽ dùng thêm một chút si rô dâu để tạo màu cho chân châu. Mình sẽ làm hai loại chân châu, đó là chân châu trắng thì làm không cần màu, và mình sẽ làm thêm chân châu có màu dâu, màu đỏ, màu hồng đỏ từ si rô dâu nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi mang dừa đi chặt. Đây là cái củi dừa mà sau khi mình đã lấy cái phần nước ra và mình để qua một cái tô như thế này. Và mình lấy cái phần củi dừa, mình gọt sạch cái ở bên ngoài đi. Và bây giờ thì hôm nay thì mình mua dừa này nó cũng chưa được đạt lắm. Các bạn có thể tùy ý thích mà mình có thể mua dừa nó già hơn nhé. Cái dừa hôm nay mình mua thì nó đang còn hơi non một tí. Đây mình bây giờ thì mình sẽ sắt nó ra và mình cắt hạt lựu nhé. Vừa cắt xong dừa này, bây giờ mình sẽ mang một nửa đi, mình bỏ vào một cái chén và mình ngào cái mình trộn với cái si rô dâu để cho nó có màu đỏ nhé. Còn một nửa thì mình vẫn để màu trắng. Đây mình lấy một nửa để làm màu đỏ và một nửa này còn lại thì mình để màu trắng. Cái phần này thì mình không lát nữa mình sẽ dùng để mình có thể, các bạn có thể bào sợi hoặc mình có thể cắt thành những cái sợi nhỏ để mình ăn cùng với cái thạch, với cái chân châu của mình nhé. Đây là cái dừa mà mình đã bỏ thêm cái nước xì rô dâu đó các bạn. Các bạn có thể làm cái màu từ lá dứa này, hoặc là từ củ dền, từ trái thanh long đỏ. Mình có thể làm, mình có cái gì, nhà mình tận tiện cái gì thì mình làm cái đó cũng được nhé. Đây, mình sẽ ngâm cho cái dừa này nó thấm cái nước si rô này trong vòng khoảng 2 tiếng nhé. Trong thời gian đó thì bây giờ mình sẽ đi nấu một chút nước sôi để mình nhào bột nhé. Với cái phần dừa còn lại thì mình đã thái sợi. Mình thái sợi như thế này và lát nữa mình sẽ ăn cùng với chân châu và nước dừa nhé. Còn cái phần mà nó đầu thừa này thì mình bỏ đi. Trong thời gian chờ nước sôi thì mình thái sẵn này. Mình để nó qua một bên và mình sẽ làm cái phần bột. Mình sẽ bỏ cái bột này vào cái tô nó lớn hơn để mình dễ làm. Và các bạn lưu ý là để mình nhồi cái bột này, bột năng này thì mình phải nước sôi nhé. Mình chế từ từ vào. Cái này phải cho nước sôi hoàn toàn luôn. Mình nhồi bột cho tới khi mà cái bột của mình nó thật là dẻo và nó mịn, nó không dính tay như thế này là được nha các bạn. Mình nhồi kỹ một chút.
Tiếp sau đó thì mình sẽ chia đôi cái phần bột này ra. Một nửa thì mình sẽ để mình làm chân trâu màu hồng, còn bây giờ thì mình sẽ làm cái chân trâu trắng này trước nhé. Đây, mình làm chân trâu trắng trước. Mình cái nặn rồi mình cho cái dừa của mình vào giữa, bao cái này lại thôi các bạn. Như thế này là được rồi, mình cứ làm mà cho nó tới khi hết thôi. Đây, đây vậy là mình đã vừa làm xong cái chân trâu màu trắng rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm đến cái chân trâu màu siro dâu nhé. Đây, sau khi mà mình đã làm chân trâu xong thì được hai chén, được khoảng hai chén nhỏ, quá trời luôn á. Làm này nếu mà ăn không hết thì mình có thể bỏ tủ lạnh để mình ăn dần nhé. Với cái món là chân trâu dừa này thì ngày mai mình sẽ tiếp tục, đang có sẵn chân trâu á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một món từ dừa, đó là mình sẽ làm dừa dầm Hải Phòng. Cái món này đang rất hot ở trên mạng. Ngày mai mình sẽ thực hiện món dừa dầm Hải Phòng nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ mang chân trâu đi luộc. Sau khi mà nước sôi rồi thì mình sẽ cho chân trâu vào. Mình sẽ luộc chân trâu trắng trước nhé. Mình cho vào. Và mình luộc cho khi nào mà chân trâu nó trong lại và nó nổi lên là được nhé. Chân trâu của mình nó nổi lên như vậy, nó trong lại là được rồi nha các bạn. Mình đã chuẩn bị sẵn một bát nước lạnh, không phải nước đá nha các bạn, chỉ là nước lạnh thôi để mình ướp chân trâu. Mình sẽ cho chân trâu mình qua bên đây để cho nó không bị dính vào nhau. Nếu mà mình cho vào nước lạnh thì cái chân trâu của mình nó sẽ bị cứng các bạn. Và mình sẽ tiếp tục mình cho cái màu kia vào nhé. Đây là mình đã vừa hoàn thành xong hai cái chân trâu hai màu. Đây là chân trâu trắng của mình này. Còn đây là cái chân trâu màu giờ không biết nó ra màu gì nữa, nhưng mà cũng rất là ngon. Mình ăn thử bây giờ cũng rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ cái chân trâu trắng này thì mình đã hòa một chút xíu đường vào đây. Mình ngâm để cho cái vào nước đường rồi. Giờ mình cái chân trâu đỏ này mình cũng làm tương tự như vậy nhé. Và mình sẽ làm một ly thạch chân trâu dừa, nước dừa nhé. Đây các bạn, đây là cái ly nước dừa và thạch dừa mà mình vừa làm xong này, thạch chân trâu dừa mình vừa làm xong này. Cái màu cái này là cái màu mà khi nãy mình nói là màu cái xì dâu dâu á. Nè, nó hơi nó ở trong thì nó có cái màu hơi tím tím ra, rất là đẹp luôn. Mình thử ăn thử nhé. Ngon hấp dẫn quá. Cái này có mình có thể làm uống trà sữa cũng được các bạn. Nó giống cái thạch cổ năng á mà nó béo hơn. Ngoài thì dai mà ở trong thì nó giòn giòn, béo béo của dừa.
này thành màu trắng à. Thấy trong trong thấy cái dừa ở trong đó các bạn. Hôm nay mình làm rất là nhiều thạch để ăn dần. Ngày mai mình sẽ dùng cái thạch này để mình làm món đang rất hot hiện nay là món dừa dầm Hải Phòng nhé. Rất là ngon. Món này làm cũng rất là đơn giản đó. Với những ai mà thích thích cái chân trâu á, này, nếu thích cái mình uống trà sữa mà mình thích ăn cái chân trâu thì cái món này là rất là hợp lý luôn đó. Ngon lắm. Video thực hiện món thạch dừa, thạch chân trâu dừa, nước dừa của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ thì mình sẽ chén hết cái này. Xin chào các bạn.